Lâu rồi anh. Lâu rồi hả? Dạ. Thì em sống đây là mười mấy năm rồi đó. Là em cắt luôn đó. Là cái lúc trước đây mình ở dưới ghe. Dạ. Rồi sau này cắt cây sàn này được bao nhiêu năm? Cắt cây sàn chị đang ngồi nè. Thì có em cắt là cái đó là cầu mới bắt nè. Cầu này mới bắt là chị cắt lên cái sàn. Chào các cô chú anh chị nha. Thì theo cái hành trình rong ruổi của mình hôm nay, mình lại tiếp tục ở ngay thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đây là cây cầu, đầu cầu bên kia hôm trước mình đã quay cho các bạn một trường hợp là của 5 người, 2 hộ gia đình, 5 người sinh sống. Thì đầu cầu bên đây cũng là một mái ấm, nơi mà một tổ ấm mà sau khi những người họ sống, họ đi làm việc xong về sống ở dưới gầm cầu như thế này. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu thực hư như thế nào. Và đây là cái chiếc xe phế liệu mà cô thường ngày phải kéo phế liệu để mà mưu sinh. Và đây là cái hướng này chính là cái hướng đi vào cái lối nhà của 4 người sinh sống trong một hộ gia đình, sống ở đây cũng rất là lâu, là làm nghề kéo phế liệu. Và đây là cái lối đi xuống của mình. Đây còn lại có một cái con chó. Chắc có lẽ là ở đây nuôi chó để phòng ngừa, tại vì nhà không có cửa nên nuôi chó để biết coi có ăn trộm hay là không. Con chó này nó cắn không em? Vậy hả? Ây da. Ôi, ở dưới này thấy cũng cũng sạch sẽ ha. Dạ, tại vì ở thì ở nhưng mà cũng phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ anh ơi, để mũi không à. Ủa sao lại có mấy chiếc xe đạp để máng lên đây à chị hả? Tại xe của thằng trai em nó đi học á. Dạ. Nó đi học trên trung cấp nghề cho nó rồi. Dạ. Hổng tháng nước lên đó rồi em treo lên đó. Dạ em chào chị ha. Dạ. À, chị tên gì? Em tên Thí. Tên Thí hả? À, chị sống ở đây lâu chưa chị? Em sống đây 18 năm rồi đó anh. 18 năm? Dạ. Trời ơi. 18 năm thiệt mà. Sống ở đây thì chị có thâm niên luôn rồi. Rất lâu hả chị hả? Sống. Là lúc mà con chị còn nhỏ. Lúc em xuống em chưa đẻ thằng đó luôn đó. Dạ. Và thằng đó năm nay là nó 17 tuổi rồi đó. Dạ. 8 tuổi rồi đó. Dạ, chị ở đâu? Em ở Cao Lãnh. Ở Cao Lãnh hả? Quê em ở Cao Lãnh nhưng mà ở trển cũng nghèo, cũng không có đất đai gì hết. Bên huyện Cao Lãnh hay thành phố Cao Lãnh vậy? Phố anh. Thành phố. Dạ. Thành phố Cao Lãnh. Ở xã nào? À, ở phường. Ở phường. Phường 4. Phường 4. Thành phố Cao Lãnh. À, chị xuống đây chị làm cái nghề gì? Em mua bán dây chai. Vậy hả? Dạ. Chị mua bán dây chai. Hai chồng em mua bán. Mua bán dây chai từ đó giờ hay sao chị? Dạ, đó giờ luôn. Hai chồng em đi mua đó đó giờ. Ông xã em mua mười mấy năm rồi đó. Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em mới 39 tuổi à. 39 tuổi. Dạ. Dạ. Em thì theo lúc trước giờ em cũng đã chạy ngang qua lại cái đường này nhưng mà không biết là ở đây có hộ gia đình của mình sinh sống. Ở đây mình sinh sống là bao nhiêu người chị ha? 4 người. 4 người hả? 2 đứa con, 2 vợ chồng. Mình không có tiền ở trọ hay sao chị? Có ở trọ nhưng mà ngán tiền quá rồi em mới, hồi đó em ở dưới ghe. Dạ. Cấp đầu thì em mới xuống thì em sống em ở nhà trọ. Sau này nhà trọ ngán tiền quá em mới mua ghe em ở. Dạ. Tại mở 2 chiếc ghe rồi. Dạ. 2 chiếc ghe nó hư nó bể hết rồi em mới mua lại em đậu ở đây. Nó hư hết rồi em mới mua xà trà, mua đồ em sóc nọc, em đóng em gỡ dán ghe ra em mới đóng cái sàn này em ở. Lúc trước thì nó không được như vậy rồi. Dạ. Sau này chị mới mua mới ấy lại. Mua tràm. Tràm sóc lại. Tại ghe em nó chìm á. Dạ. Còn cái ghe chìm dưới đó. Rồi em mới gỡ dán ra em. Dạ. Mới mua tràm em đóng. Cho em coi chiếc ghe với. Cái nó chìm dưới anh đâu có thấy. Chìm rồi hả? Dạ, nó nằm. Cái này là mình cất cái sàn này được lâu chưa chị? Lâu rồi anh. Lâu rồi hả? Dạ. Thì em sống đây là mười mấy năm rồi đó. Là em cắt luôn đó. Là cái lúc trước đây mình ở dưới ghe. Dạ. Rồi sau này cắt cái sàn này được bao nhiêu năm? Cắt cái sàn chị đang ngồi nè. Thì có em cắt là cái đó là cầu mới bắt nè. Cầu này mới bắt là chị cắt lên cái sàn. Lúc cái đó cầu chưa bắt. Em chưa bắt em đậu ghe, em ở mép ngoài. Dạ. Rồi giờ bắt xong rồi em mới vô đây em. Ông xã chị bao nhiêu tuổi rồi? Ông xã em năm nay 40. Vậy hả? Cái đứa bé mà bé nhất là bao nhiêu tuổi chị ha? Bé nhất, nhỏ nhất là 8 tuổi. 8 tuổi. Nó đi học nó chưa về. Dạ, còn lớn thì năm nay học trung cấp nghề. Dạ, lớn học trung cấp. Và đây là cái nơi mà chị sinh hoạt trong gia đình của chị. Dạ, đúng. Chị rồi. Có thể bắt đèn lên cho em thấy sáng sáng tí được không? Dạ, được. Tại vì em ở đây em cũng chỉ hơi điện. Tại em mới đi mua về. Dạ, thì cô, chú, anh chị, cả nhà mình thấy ở dưới cái phần này trước đây. Bây giờ thì nước nó gồng. Nên là nữ ra là nó khô gáo. Còn dạ, nếu... nước lớn ngập. Nước lớn thì nó sẽ ngập. Dạ. Lên ở cái khu vực này. Dạ, nên thành thử ra là chị phải cây cái sàn này sống. Dạ. Ở dưới gầm cầu. Có vẻ là ở đây nó cũng yên tĩnh hả chị ha? Yên tĩnh, tại vì em hai chồng em ở đây mua bán không, với lại không có với ai, với lại không có làm gì hết. Bởi vì cho người ta mới cho mình ở, người ta mới không có đuổi.
Dạ. Ở thị trắng rồi nó lên nó không có đuổi. Dạ. Theo như mà anh ở mà anh cái này kia thì trắng nó coi không được nó mới đuổi anh chứ. Dạ, có nghĩa là mình ở Hiền Lương mình làm ăn thì người ta không đuổi. Ở đây em ở đó giờ không có thị trắng nó không có lên đuổi. Cũng lên tới luôn vậy. Dạ. Đây là cái nơi là sinh hoạt gia đình của mình ngủ nghỉ hay là ăn uống gì ở trên này hết? Ở trên này hết, tại vì nội chu vi trong này thì hai vợ chồng hai đứa con thì ở đây vậy. Dạ. Rồi ở ngoài sao? Ở ngoài sao là mình ở ngoài sao là sàn nướng. Cho em đi ra sao em? Tại giờ trước đây thì em nghe nói sống ở dưới gầm cầu nhưng mà em không hiểu là như thế nào. Dạ. Anh chào em. À. Nước ở đây mình sử dụng ở đâu chị ha? Ở đó ở dưới sông em xách lên em đóng phèn em xài, em rửa ráy gì đó. Nước này đây, nước này là mình sử dụng mình xài luôn. Dạ, rồi nấu nước thì em mua nước bình em nấu. Dạ. Như nước bình mình nấu ăn uống vậy đó còn. Vệ sinh tắm rửa đồ nước ở dưới này hết. Dạ, đóng phèn, em xách lên đóng phèn em xài. Dạ thì sống lâu nên thì chị có cái kinh nghiệm để mà bắt những cái cây cầu như thế này. Dạ. Bắt cây rửa ráy rồi cho nó dễ vậy đó anh. Dạ. Bên đây thì trước đây thì mình có quay cho các cô chú anh chị xem là cái hoàn cảnh của cái nhà ở bên kia. Đó, cái nhà ở bên đối diện bên kia đó. Đó. Và bên đây là cái nhà đối diện bên đây. Có nghĩa là gầm cầu hai bên thì đều có người sinh sống. Ôi em thấy nó cũng sạch thoáng mát ha chị ha. Tại em ở đây em dọn dẹp. Với lại anh thấy không, cát gến đâu em cũng không có bỏ tùm lum, em bỏ vô bao rồi em đốt không thôi em đổ chứ em không có để tùm lum. Dạ. Thì chị có dự định là bao giờ thì mình sẽ lên ở trên đất liền không? Thì chừng nào ở thì thí dụ như ở thị trấn nó có cấp cho mình khu dân cư thì mình lên, còn thí dụ như chưa cấp thì mình ở. Chứ chị có hộ khẩu ở đây chưa? Không, hộ khẩu em còn nằm chẳng, tại vì em đâu có đất đai đâu mà. Dạ. Người ta đâu có cắt ra được. Ông chồng chị là hộ khẩu ở Cao Lãnh luôn. Luôn. Dạ. Thì bên em bây giờ nằm bên em là cô ảnh là nằm bên ảnh gì đó, nhưng mà hai chồng em không chưa có gì hết cho nên người ta không có tách ra cho mình. Dạ, chiếc ghế này là của ai chị ha? Của người ta bán muối, người ta ghé là đậu là nghỉ với anh thì sáng là đi nữa. Như thế này thì tối nó có ồn lắm không chị à? Không. Tối ghe chạy dưới sông á? Không, ở đây thì nó cũng đỡ, là nó không có ghe rồi, nó cũng đỡ. Dạ. Ít có ghe xuồng chạy lắm. Ở dưới này thì cô chú anh chị biết sẽ là mình khi mà mình ở dưới này á mình không có nghe được cái tiếng xe chạy nhiều. Tại vì nó cũng cách âm. Có chứ. Dạ. Tối xe tải rồi nó chạy đùng 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 đùng, tối đầu xe tải nó chạy dữ lắm. Chị hả chị? Dạ, hả? Dạ. Xe tải rồi nó chạy. Cũng khó ngủ hay gì ha. Thì nó biết ở dưới nó cũng quen. Tại cả này là nước nó giật xuống rồi đó. Em có tìm hiểu về cái hoàn cảnh của anh Cường thì anh Cường bên kia nó sống khó khăn hơn chị bên đây. Như lại nó bẩn hơn, nó dơ hơn. Dơ hơn là tại không dẹo con dẹp. Dạ. Tại em bên đây em kỹ lưỡng miếng bọc lông em cũng lụm nữa, em đâu có để như tại vì mình có con nít mình để mũi mộng không à, bệnh. Dạ. Cho nên em dọn dẹp tối ngày. Dạ. Sáng em đi mua vậy đó, chiều về thì dọn dẹp ông xã em nước lên ông lội ông lụm gác lụm đồ vậy đó anh dục. Mỗi một ngày là chị với anh là làm được bao nhiêu tiền? Em đi mua thì kiếm bữa em kiếm 100 ngoài vậy đó. Vậy hả? Kiếm tiền đi chợ. Dạ. Anh đâu. Với chị luôn là khoảng 200 mấy. Dạ. Tiền nhà anh. Rồi nuôi hai cháu bé. Nuôi bé đi học đó. Chứ cũng không đủ nên đây. Vô đó hết trơn à. Dạ. Thì em quay cái cuộc sống của chị như thế này. Em mong là mọi người mà khi mà xem được cái clip này để biết cái hoàn cảnh của chị sống ở đây. Dạ. Chị là chị Thúy. Chị Thúy. Dạ. Với lại anh em quên anh gì? Anh Hoàng. Dạ. Thì họ có thể chia sẻ san sẻ được cái phần nào mà khó khăn để giúp cho cái hoàn cảnh của anh với chị. Với lại hai em có một cái cuộc sống đỡ vất vả hơn. Dạ. Đây là cái hoàn cảnh của anh Hoàng với chị Thúy đã sống ở dưới gầm cầu này. Hơn 18 năm. Dạ. Chính xác là 18 năm. Dạ, 18 năm. Hôm nay thì mình Cường bến mà. Cường ở sau em đó. Dạ, hôm nay thì tình cờ gặp từ đây thì mong cô chú anh chị khi xem clip này chia sẻ cho mọi người cùng biết để mà mạnh thường quân giúp đỡ. Dạ. Thế, dạ, em cảm ơn chị, em chúc chị với anh luôn có sức khỏe. Dạ. Nha. Dạ.